Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo trong cái chương trình giao lưu cây cảnh nghệ thuật tại câu lạc bộ Hậu Sinh Vật Cảnh xã Tịnh Lan, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tác phẩm đầu tiên là Hai Lúa Mời, cả nhà chúng ta chiêm ngưỡng cây khế cũ. Cái chua là cái ngọt này. Cây nhìn căng đấu đẹp. Hiện giờ do điều kiện thời tiết gió rất là mạnh nên cái phần âm thanh nó không được các bạn xem và quan tâm. Chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo, cây hải châu. Tại cái chương trình giao lưu cây cảnh nghệ thuật lần này thì có thể nói là quá nhiều tác phẩm xuất sắc ở cấp xã mà tổ chức được một cái chương trình như thế này thì quá tuyệt vời. Nếu các bạn ngày 26 tháng chạp thì câu lạc bộ Hậu Sinh Vật Cảnh xã Tịnh Lan bắt đầu khai mạc và bế mạc vào ngày mùng 5 Tết. Cái này là quân phẩm phạm. Cũng là một cây khế, cây này rất là cổ cây. Hiện giờ thì bên cạnh có một cái tiệc này là có phạm bị dính âm thanh, không mong các bạn thông cảm. Tiếp theo mời cả nhà chúng ta chiêm ngưỡng một cây phi lao dáng bay. Dòng phi lao này thì thấy dễ nhưng mà khó sưu tầm, nhưng là khó tạo tác. Mà cây này thì nó lại phù hợp với khí hậu miền Trung. Đó là cái phần tanh thì nó bị hơi mờ, viết trong số điện thoại không thể cung cấp cho các bạn được. Chúng ta đến với tác phẩm phi lao tiếp theo. Phi lao thì phải nói đi, vừa già vừa cổ cay. Nhìn góc nào cả nhà cùng ngắm một
tương đối chứ chưa hoàn thiện. Ngày nào mà tạo được một bộ dăm nữa thì rất tiếc thì hôm nay hai lúa đi ghi hình thì gặp dính tới phần âm thanh này không được ngon lắm. Rất nhiều những tác phẩm đều được ban tổ chức bố trí khá là hay. Một địa phương, một cấp xã mà tổ chức một cái chương trình giao lưu cây cảnh nghệ thuật như thế này quá tuyệt vời. Không, không có thể có xã nào lắm. Đây là một cây dứa. Cây này mà đưa vào tay Úc Sĩ thì tuyệt luôn rồi. Chơi theo kiểu là tạo cho cây một bộ giam đúng chắc để thực vụ là tác phẩm vũ. Mời cả nhà ngắm một cây kim quýt đây. Dòng kim quýt này thì khó, cực kỳ khó nuôi, khó lọt. Quá đẹp luôn. Dưới được bố trí thêm một tượng nhỏ của Khổng Minh. Đây, giống cây cây gì đó ta, cây trắc nghệ. Nãy mới nhìn mình tưởng cây gan vòn, phải là một cây trắc. Đây là một tác phẩm sâm ngạn. Cái này quá đẹp. Ít gặp cây sâm ngạc đẹp như thế này. Quá đẹp. Mình cũng xin tạm dừng cuốn video tại đây. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo. Vì thời gian khá là nhiều. Tập
phẩm bị giữ trưng bày rất là nhiều.